Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cõi Tây Phương Cực Lạc Trong Tù Ngày 21 tháng 8 trên trang cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long có bài bình luận Quang không sợ tù, theo đó quan chức Cộng sản Việt Nam có thể không muốn vào tù chứ không phải sợ vào tù Số tiền tòa kêu nợ phạt chẳng là gì nếu quan biết rõ chúng quan trường như canh bạc đỏ nhiều hơn đen đỏ ngang cuộc thì đen chẳng qua chỉ bị một vụ lỡ chẳng may bị lộ rồi thì xây luôn lâu đài biệt phủ trong tù mà hưởng lạc hình ảnh status của tiến sĩ chu mộng long tác giả chu mộng long dẫn bác phố hải phòng phần cuối trong đó nhà thơ bảo sinh viết sau khi bị kết án dương tự trọng bị giam tại tam đảo nghe nói anh em văn nghệ sĩ hà nội vào thăm nơi ở của dương tự trọng thì rất đầy đủ tiện nghi do trọng tự bỏ tiền túi ra xây Mãn hàng tù thì sẽ bị sung công Trọng vẫn râu hầm hàm én Mày ngày như xưa Đọc đến đoạn này buộc tác giả Phải đối chiếu với hình ảnh các quan Trước tòa để thấy Đa số các quan đều mang vẻ đẹp Văn hóa Hà Nội Không ngẫu nhiên mà trong vụ án kiến bày giải cứu Có thằng nói đi tù là đi ăn dưỡng Có thằng cao hứng làm thơ Có thằng lấy kiều Tác giả nhận xét Những thằng xin giảm án chẳng qua là sợ án tử hình Tức là sợ chết còn nộp lại tiền sai phạm tiền hối lộ thì thằng nào cũng nộp nhanh nộp đủ nhanh vì nhà có sẵn tiền đủ là đủ cho cái án của sự vụ bị lộ còn số tiền chưa bị lộ đang cất giữ ở nhà hay ở ngân hàng nước ngoài thì thừa có lẽ nhiều không kể xiết tác giả bình luận dương tự trọng không bị bắt ở diện tham nhũng mà còn thừa tiền xây luôn nơi ở đầy đủ tiện nghi ở trong tù thì những đứa tham nhũng có thể xây biệt phủ lâu đài để làm vua trong đó có khi cả đàn văn nghệ sĩ tự nguyện kéo vào trong đó ở chung để được bưng bô và ca hát làm thơ ngợi ca cho những ông vua của mình thảo nào khi ủy ban tư pháp quốc hội đề nghị nới nhiều thứ quyền cho phạm nhân thì bộ trưởng tô lâm phải lo lắng Chế độ phạm nhân cao, nhiều người sẽ tìm cách để đi tù. Tác giả hình dung, luật lâu nay siết chặt phạm nhân là cho thằng dân. Còn quốc hội đòi nới luật để đến mức làm cho Bộ trưởng Tô Lâm phải lo lắng là cho thằng quan Hình ảnh Dương Tự Trọng, cựu ông an tự xây cơ ngơi riêng trong tù. Tác giả tin chắc không thằng dân nào muốn đi tù, trừ thằng Chí Phèo thời thực dân. Có lần nói với bá kiến, thưa ông, con xin được vào ở tù vì ở tù sướng quá hay ông cho con giết ai đó để con được vào tù sự thật là thằng chí nó chỉ dọa bá kiến chứ ở tù thời đó làm gì mà sướng quá tác giả cho rằng nếu sướng thì các chiến sĩ cộng sản đã không tìm cách vượt ngục để tiếp tục đấu tranh cách mạng thằng dân thời nay nghèo rách đích khó có thể vào tù mà hưởng lạc vinh hoa và có người hầu hạ không chừng có thể chết bất đắc kỳ tử bởi sợi dây thắt lưng hay bị đầu gấu cho ăn đòn mập mình, chứ đừng nói sướng quá. Chỉ có thể là thằng quan có thể chúng không muốn vào tù, chứ không phải sợ vào tù. Số tiền bị tòa kêu nợ phạt chẳng là gì nếu quan biết rõ chốn quan trường như canh bạc đỏ nhiều hơn đen, đỏ ngàn cuộc thì đen chẳng qua là bị lộ một vụ. Rủi bị lộ rồi thì xây luôn lâu đài biệt phủ trong tù mà hưởng lạc. Cho nên khi đi cúng chùa, đứa nào cũng nam mô Tây Phương cực lạc. Cõi Tây Phương ấy không ở thế giới tự do như bên Mỹ, bên Âu thì ở trong tù vậy. Cuối cùng tác giả mỉa mai chúc các quan trong phiên tòa vụ án Việt Á sắp tới được cực lạc như ý. Nhà nước ta văn minh không phải như thời phong kiến thực dân, đi tù là đi đầy. Các quan cứ theo gương dương tự trọng mà làm ra tù cởi chiếc áo đội bóng Juventus ra khỏi thân thì vẫn râu hùm hàm én mày ngài như xưa. Vào tù không mất tiền mua, chỉ mất tiền để làm vua trong tù. Cái hiện thực này quả là đắng chát cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Cõi Tây Phương cực lạc trong tù. Những câu chuyện bị hỏi của Dương Tự Trọng. Ngày 19 tháng 8, tác giả Trần Đại Phong có bài bình luận về cựu công an Dương Tự Trọng đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt. Tác giả cho biết Dương Tự Trọng chính là cựu đại tá, cựu phó giám đốc công an Hải Phòng, cựu phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Người đã dùng quyền lực của mình để tổ chức cho anh trai là Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalize, bỏ trốn ra nước ngoài. Hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Ông Dũng bị buộc tội tham nhũng và cố ý làm trái các quy định của nhà nước, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng vào thời điểm năm 2012. Ông Trọng đã sử dụng ba sĩ quan cán bộ công an dưới quyền của mình cùng hai người khác để tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn sang Campuchia, sau đó qua Singapore rồi sang Mỹ. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng đã bị truy nã quốc tế nên không được phép nhập cảnh vào Mỹ, vì thế phải quay lại Campuchia. Sau khi lẫn trốn ở Campuchia 4 tháng, Dương Chí Dũng bị công an Việt Nam phối hợp với phía Campuchia bắt giữ. Theo tác giả, Dương Tự Trọng bị bắt cùng năm với ông Dũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lĩnh án 18 năm tù, sau đó được tòa phúc thẩm giảm án 2 năm tù. Tác giả dẫn câu chuyện Bác Phố Hải Phòng 1 của nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh kể về một lần ông và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được Dương Tự Trọng cho công an theo đeo súng lái xe cảnh sát hộ tống đi hát karaoke. Khi đó, ông Trọng đang là phó giám đốc công an Hải Phòng và được kỳ vọng sẽ trở thành giám đốc công an Hải Phòng. Chuyến đi hát karaoke này, ông Sinh và ông Thiệp mỗi người được mời vào một phòng hát riêng với các tiếp viên là sinh viên trường nhạc và các cô được cấp trên điều đi. Theo tác giả bình luận, nữ sinh viên trường nhạc được cấp trên điều đi làm chỗ dựa tay cái đệm thịt, gái bán dâm cho hai ông già nhà văn, nhà thơ già lụ khụ. Cấp trên là ai mà quyền lực như thế đến nỗi theo lời kể, cô gái lạnh lẽo và khổ sở thở dài não ruột và mặt thì lạnh như kem, còn tay thì say sưa bấm điện thoại nhắn tin nhưng vẫn phải để mặt cho mẫu số tức là phần dưới cho ông già vần vò cấp trên là ai mà đọc tới đây thì ai cũng hiểu là ai rồi hình ảnh ông Dương tự trọng khi còn là công an Hải Phòng để tránh bị nghi ngờ hai cô gái chỉ xưng là sinh viên trường nhạc cho sang chứ thật ra là gái bán dâm chuyên nghiệp tác giả tiếp tục dẫn câu chuyện ông sinh kể khi xuống thanh toán ông sinh thấy hành lang không một bóng người và hai người công an gác ở phòng lễ tân thì ra quán được lệnh đóng cửa không tiếp ai nhân viên cũng không được bán mãn chỉ để tiếp hai ông nhà văn nhà thơ này chủ quán cũng không dám nhận tiền thanh toán của hai vị khách này ông sinh kể trong một lần giao lưu khác với văn nghệ sĩ ông trọng phân công cho một cô sinh viên trường múa xinh như mộng ngồi cạnh tôi bảo phải giữ bằng được tôi ngủ lại hải phòng tối nay tác giả bình luận quả là oai như hùm dương tự trọng chơi như anh ai mà chơi cho lại tác giả dẫn tiếp câu chuyện bác phố Hải Phòng 3 kể về chuyện anh em văn nghệ sĩ ở Hà Nội vào thăm nơi Dương Tự Trọng ở trong tù và thấy nơi này rất đầy đủ tiện nghi do Trọng tự bỏ tiền túi ra xây mãn hạn tù thì sẽ sung công Trọng vẫn râu hùm hàm én mày ngày như xưa Tác giả cho hay trước tòa ông Dương Tự Trọng từng khai trong những ngày ông Dương Chí Dũng lẫn trốn, ông Trọng đã hai lần chuyển tiền tổng cộng là 34.000 USD cho ông Dũng chi tiêu. Tác giả đặt câu hỏi, ông Trọng kinh doanh buôn bán gì mà giàu thế, xài tiền dễ thế, oai oách đến nỗi xây được cả biệt thự rất đầy đủ tiện nghi ở trong tù. Và tác giả trả lời câu hỏi này lại tiếp tục thuộc loại là ai cũng biết. Vì Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, là một chức vụ không hề tầm thường. Hải Phòng, đất cảng, mảnh đất của kinh doanh, giao thương hàng hải với những triệu phú đô la, xây các tòa lâu đài to lớn, nghẹo nghển, nổi tiếng khắp nước. Tiền của ông Trọng từ đâu ư? Như các vị quan chức đã nói rồi, tiền ở trong dân chứ đâu, tiền ở trong dân còn nhiều lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Những câu chuyện bị ổi của Dương Tự Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d